Hello tất cả mọi người, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cụm bảng điều khiển điều hòa của xe Kia Morning 2013 đến 2015. Đây là hàng tháo xe anh em nhé. Tháo xe tại UPA, Hàn Quốc luôn. Em có thể nhìn này. Đấy, nguyên bản hàng tháo xe luôn. Với trên cái bảng điều khiển này thì nó sẽ bao gồm một công tắc chỉnh nóng lạnh này, số quạt này và hướng gió, AC và điều hòa. Và đây là gió quạt này. Đấy, các điểm để bắt vít. Đây chính là cái con đây. Cái thanh này chúng ta sẽ lối ra cái bản và cái quạt gió điều hòa này. Đó. Tất cả zin đét luôn, rất là xịn sò. Đấy. Có mã vạch nha. Ê, anh em nhìn thấy không? Đấy. Tất cả kiểm tra kỹ càng rồi mới gửi đi cho bác khách đây. Tất cả các cái dạng bảng điều khiển điều hòa này, đồng hồ táp lô bên em đều có cả hàng mới, cả hàng tháo anh em nhé. Xịn. Mã sản phẩm luôn này, 97250 gạch ngang 1Y 00000 đấy. Mã 1Y là mã đời cao. Đó, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái bảng điều khiển điều hòa Kia Morning 2013 đến 2015. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.